Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành chân như là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành chân như, hoặc thường, hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành trơn như hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành trơn như hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành trơn như hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của chân như, còn không có sở hữu, huống là có chân như hoặc thường hoặc vô thường hoặc là hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh, tánh của pháp giới cho đến tánh của cảnh giới bất tư nghỉ, còn không có sở hữu huống là có pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chẳng hành Thánh đế khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng hành Thánh đế tập diệt đạo là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của thánh đế khổ còn không có sở hữu huống là có thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của thánh đế tập diệt đạo còn không có sở hữu huống là có thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh